được có mười mấy ngày thôi. À con gái con tên gì con? Cháu tên kìa, cháu tên Phạm Thúy Nga. Phạm Thúy Nga, con Phạm Thúy Nga, con mấy tuổi con? 5 tuổi. Cháu 5 tuổi rồi, chú không? À đây là bà nội ạ. Cháu bà ngoại. À bà ngoại, toàn bà ngoại cho cháu đi chữa. À đây là quê con ở đâu? Quê con ở đâu? Cháu Hải Phòng. À con Hải Phòng à. Thế thì tình trạng của cháu lát là như nào hả bà? Cháu mới đầu là con thận nó buồn. Nhìn thấy thỉnh thoảng mới bất chợt nhìn thấy nó cái thôi. Cái này này thì nó sau này. Cứ vào đây báo cáo với cụ là lát. Cầm chặt nhá, cứ bấm lát cùng về sau nó là lát lát thiên. Lát ngữ thiên à? Thiên vâng đấy. Lát lúc nhìn bên này, lúc nhìn kia lát, bây giờ cháu chuẩn đấy này. Từ trước đây là cháu bị lát từ khi nào ạ? Từ bao nhiêu năm? Không phải là lát bẩm sinh mà 3 tuổi thì phát hiện thấy cháu bị lát. 3 tuổi. Tức là lòng đen nó chui hết lên trên. Coi là con nhìn lên trên này, nhìn trên này, con nhìn lên trên này. Bây giờ ngon rồi này. Đấy thì bây giờ bình thường ai có biết đâu. Tức là trước đây bao nhiêu phần nó chui lên trên bà? Trước đây là đây là cái lòng trắng này ở phía trong là nhiều hơn là lòng đen nó cứ ra ngoài này. Lòng đen nó cứ trồi hết ra ngoài, nó chui ra hết một nửa không ạ? Nửa đấy, con trắng tinh ở trong. Thế là cuối cùng là cái lòng đen này nó chui hết ra bên ngoài, mất cả hai mắt đều thế. Mất một nửa. Thế bây giờ thì cháu nó chuẩn rồi thì lại tổng thời gian bấm là bao nhiêu ngày bà? Tất cả là có 14 ngày. 14 ngày. Bây giờ bà thấy mắt con sao? Mắt cháu đấy đây con nhìn theo tay chú này, tay chú kìa. Sang nhìn đây nè, đấy nó chuẩn đấy, rồi nhìn lên trên nào. Rồi nhìn xuống dưới nào. Rồi trước đây là nó chui hết vào trong da chặt quá. Bên trong trắng nhiều hơn lòng đen nó cứ ra ngoài. Vâng. Thế xong rồi bất chợt thì nhìn thấy lác, mà nó bất chợt không nhìn thấy nó lác. Vâng. Chuẩn. Vâng. Thế cuối cùng là cháu bây giờ thì cứ về kiểm tra bác sĩ thì đo nó bị loạn thị rồi. Vâng. Là nó bị viễn thị. Vâng. Thế thôi, còn thì bây giờ mắt lác là gần chuẩn. Lác là gần như chuẩn hoàn toàn rồi đúng không ạ? Hoàn toàn đấy. Giờ là chữa nhiễm với loạn. Bây giờ chữa loạn thị đúng không ạ? Loạn thị vào. Rồi chúc mừng các con. Đấy con gái bây giờ sinh rồi đấy, nhìn mắt bình thường rồi. Nhìn kìa, nhìn bác bình nhìn thường con đấy, xinh xắn đấy. Sinh cái này mà đứa nữa bị lác là nhìn hơi bị buồn cười đấy. Hơi bị buồn cười đấy cháu. Bây giờ là đẹp rồi, con chịu khó rồi. Hai bác này mẹ đẻ không tin. Mẹ đẻ không tin đấy. Chị bà đấy, nhờ đó, bà quyết đấy. Định cho đi đấy, chứ còn mẹ đẻ không tin đâu. Mẹ đẻ không tin mà bây giờ từ 9 độ xuống còn 5 độ. Còn 5 độ đấy. Vừa rồi về kiểm tra thôi. Ba con không cháu được 2 tuần mẹ con không đấy. Tin cụ Kỳ. Không là, tin là diện chẩn chữa được. Không tin là diện chẩn chữa được mắt con. Đấy con có thích chữa con bỏ kính là không? Mới đầu đeo kính nặng lắm, bây giờ là không phải đeo kính nữa rồi. Không phải đeo kính. Sao mẹ con không tin? Mẹ con không tin là chữa mắt con khỏi hẳn. Sao? Mẹ con là không tin. Mẹ chưa được chữa bao giờ, mẹ không tin nữa. Ngay thế về sau bảo cụ bảo là đọc cái trên Facebook là thời diện chẩn đấy. Bắt đầu rồi là mẹ nó mới tin, mới quyết định là cho về lần hai đấy, chứ không tưởng là mỗi 10-15 ngày là bảo chắc là chắc không có. Anh nghe cái bác sĩ Ngọc ở bệnh viện mắt trung ương đấy. Ai siêu nhân? Ông bảo là không bao giờ chữa khỏi. Tại vì họ là Tây, họ không phải môn này, họ đây biết môn này. Ngồi đi bạn. Chúc mừng các con nha, chúc mừng nha, chúc mừng cả gia đình. Chào bác ạ, chào bác ạ.